Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh tôi Vinh. Video này tôi sẽ dẫn các bạn cách ẩn hiện cái phím điều hướng, ví dụ là back, home, đa nhiệm của con máy Honor 10 lít này nhé. Đây tôi sẽ vào cài đặt, kéo xuống giới thiệu điện thoại Honor 10 lít. Ok, ví dụ các bạn dùng sử dụng này nó tiện lợi hơn, còn một số bạn thì các bạn không quen, muốn quay về cái ban đầu ta làm nhé. Đầu tiên tôi sẽ vào cài đặt, tôi sẽ kéo xuống, ta chọn hệ thống và cập nhật điều hướng hệ thống. Đây, ở đây thì ta có nhiều lựa chọn nhé, điều hướng ảo này, phím điều hướng, như ở đây mình hướng dẫn phím điều hướng các bạn chọn, tùy chọn ba cái này nhé, cả cử chỉ nhé. Đây tôi ba phím này. Nếu bạn muốn phím phím back nó quay về đây, đa nhiệm quay về đây, ta vào cài đặt. Đây ta chọn vào đây, hai dòng dưới là nó ẩn nhé. Đấy thì nó back ở đây và đa nhiệm đây. Đấy là tùy các bạn thôi, các bạn muốn sử dụng cái phím ảo này hoặc sử dụng cái vuốt đa nhiệm, mình thấy cái vuốt đa nhiệm thì cử chỉ khiến nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Còn các bạn không quen thì các bạn có thể sử dụng cái phím ảo này. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách ẩn hiện cái phím điều hướng của con Honor 10 lít. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ, video đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.